5 là về việc cách ly, về việc phong tỏa tại xung quanh khu phố Trúc Bạch, thì cho đến nay, cho đến ngày hôm nay đã được 14 ngày. Và thời điểm chúng ta phong tỏa vào chiều mùng 6 và sáng mùng 7 thì khi đó là thẩm quyền của đồng chí chủ tịch phường Trúc Bạch. Nhưng mà đến nay thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế là thẩm quyền của chủ tịch ủy ban thành phố, thì cho đến nay có 189 người tại khu vực này chúng ta đã đều tiến hành xét nghiệm thì đã âm tính và đến nay đã tiến hành cách ly được đủ 14 ngày. Vấn đề thứ hai là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã tiến hành phun khử khuẩn một cách nghiêm túc toàn bộ cái khu phố Trúc Bạch cũng như là các cái hộ gia đình. Thế và có thể nói là chúng tôi rất biểu dương thậm chí lãnh đạo của Trúc Bạch và quận Ba Đình trong thời gian vừa qua thì cũng đã tận tình cung cấp toàn bộ các lương thực thực phẩm cho 189 người dân tại đây. Thế và tôi giao ủy quyền cho đồng chí chủ tịch phường Trúc Bạch ngay chiều hôm nay sẽ ký quyết định liên quan đến giải tỏa toàn bộ cái phố Trúc Bạch và 189 người dân này chúng ta đã được tổ chức cách ly cách nghiêm túc.